Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ bước qua ngày thứ 5 của khóa học thấu hiểu IELTS. Mình vào futurelearn.com nè. Rồi mình vào phần đăng nhập. Rồi mình tiếp tục với khóa học thấu hiểu IELTS. Rồi. Hài lòng. Here's the last step you visited. Chào lòng, đây là cái bước cuối cùng mà bạn ghé thăm. 1.5. IELTS and me. Rồi. Bài IELTS và tôi. IELTS and me. There are lots of reasons for taking the IELTS test. Có rất là nhiều lý do để mà đi thi IELTS, with study, work and immigration among the most popular. Với những cái mục đích là học tập, làm việc hoặc là di cư là một trong số những cái lý do mà phổ biến nhất. What the learners in this video talking about their reasons. Xem những cái người học này ở trong cái video nói về cái lý do của họ. How do they compare to yours? Là so với cái lý do của họ thì họ đã so sánh cái lý do họ so sánh. How do they compare to yours? Là cái lý do của họ với lý do của bạn thì bạn có compare, cũng như là xem xét coi có sự khác biệt hay là giống hay khác không, so sánh và so sánh nó với lý do của bạn. Why have you joined this understanding IELTS course? Tại sao bạn lại tham gia cái khóa học thấu hiểu IELTS này? Do you want to study in another country? Bạn có muốn đi học ở một cái đất nước khác không? Perhaps you just want to improve your English. Có lẽ là bạn chỉ muốn là cải thiện tiếng Anh của mình thôi. Whatever your reasons for joining this course, bất kể lý do của bạn cho việc tham gia khóa học này là gì, share them with our learners through the comments below. Chia sẻ những cái lý do của bạn với những người học khác thông qua cái mục bình luận ở phía dưới. Remember, you can click the follow button to keep track of people whose comment you find interesting or similar to you. Ghi nhớ là bạn có thể nhấn vào cái nút theo dõi ở phía dưới để mà theo dõi những ai mà có những cái comment mà bạn thấy thú vị hoặc là tương tự đối với mình. Rồi bây giờ mình xem video, mình xem comment. Mình xem comment cái nha. Mình coi most like comment nào. Rồi mình xem cái comment đầu tiên đi. Better respects, career, go abroad, better job, more money, ease of communication, education, and so on are some of the keywords I heard. But how about love, like, interest, passion for English? Prospect. Viễn cảnh. Viễn cảnh.
mình tra thử cái đó ra làm sao. Prospect không đếm được hoặc là số ít. Prospect. Prospect là the possibility that something will happen, là cái khả năng mà thứ gì đó có thể xảy ra. Mình dịch cái ví dụ đầu tiên, prospect of something. There's no immediate prospect of peace, là không có cái khả năng ngay lập tức nào của hòa bình cả. Nè, prospect ở đây dịch danh từ thì có thể là viễn cảnh, khả năng, thành công, triển vọng. Cái triển vọng tốt hơn mình dịch là triển vọng như thế này. Prospect, triển vọng, nghề nghiệp, đi du học, đi ra nước ngoài, công việc tốt hơn, nhiều tiền hơn, giao tiếp dễ dàng hơn, rồi dành cho học tập và nhiều lý do khác, là những cái từ khóa mà tôi đã nghe được. Nhưng còn yêu thích, sở thích, đam mê dành cho tiếng Anh thì sao? Tôi nghĩ điều này là một cái yếu tố quan trọng. Even if one do not like it, I think it is a good idea to start liking it if you want to love it. Là thậm chí nếu mà bạn không có thích nó thì tôi nghĩ là sẽ là một ý hay để mà bắt đầu thích nó đi. Nếu mà bạn muốn yêu nó, cười. Because it will make journey of preparation for exam more comfortable, and eventually there are always chances that English will become part of you. Bởi vì nó có thể khiến cho cái hành trình chuẩn bị thi cử của bạn cảm thấy thoải mái hơn, và eventually, và cuối cùng là luôn luôn có những cơ hội mà bạn sẽ luôn luôn có những cơ hội mà tiếng Anh sẽ trở thành một phần của bạn. So, talk, walk, sleep, eat, drink, rest, English. English. Phew, 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 là kiểu như thở phào nhẹ nhõm. Cho nên, hãy nói, đi bộ, ngủ, ăn, uống, thở cùng với tiếng Anh. Tất cả bằng tiếng Anh hết. Rồi, bạn, cái này là comment của bạn RK. Rồi bây giờ còn bạn Lily nè, Lily Shabakova. I think it's really a good idea. It's really a good idea. Tôi nghĩ đây thật sự là một ý hay. Moreover, if one doesn't like the language, he will never speak well. Hơn nữa, nếu mà ai đó không có thích cái ngôn ngữ này thì anh ta sẽ chẳng thể nào mà nói hay được đâu. I feel English like a bit official language, but I really like it. I like sound of English. Tôi thích tiếng Anh như tôi thích tiếng Anh. Tôi cảm thấy tiếng Anh như là một cái ngôn ngữ chính thống, chính thức. Hơi chính thức, chính thống một, hơi chính thức một chút, nhưng mà tôi thực sự là thích nó. Tôi thích những cái âm của tiếng Anh. Did you hear the saying English for businessmen, French for women, and Spanish for lovers? Bạn có nghe cái này chắc là cái thành ngữ saying, thành ngữ là tiếng Anh thì cho doanh nhân, tiếng Pháp thì cho phụ nữ, và tiếng Tây Ban Nha thì cho những người yêu nhau. Maybe I don't say 100% correct, but I think it's true and not bad.
Mê, có lẽ là tôi không có nói đúng 100% đâu, nhưng mà tôi nghĩ là nó đúng, cái tiếng Anh của tôi nói ra nó đúng và nó không có đến nỗi tệ. Rồi mình thích hai bạn này. Rồi bây giờ mình bắt đầu xem video nha mấy bạn. I can basically go everywhere, even I can. Tôi hầu như có thể đi khắp nơi. America, study in American University for. Thậm chí tôi có thể tới Mỹ và học tại những cái trường đại học của Mỹ. My postgraduate degree because. Để học cái trường postgraduate là post là hậu, nghĩa là postgraduate có nghĩa là học lên cao học với các With that high IELTS score, Bởi vì với cái số điểm IELTS cao, can be accepted like in most of the institutions in. tôi có thể được chấp nhận bởi hầu hết các học viện, các trường đại học. Future, I hope that English can help me in the first exam to be accepted in an MBA course. Trong tương lai thì tôi muốn là tiếng Anh sẽ giúp tôi được chấp nhận vào các khóa học MBA là thạc sĩ kinh tế. And then to find better jobs with a high salary and Và tìm được cái công việc tốt hơn với lại cái thù lao và cái quyền lợi cũng tốt hơn. the most important thing that I like is traveling around the world. Và một trong những cái điều mà tôi yêu thích nhất đó là du lịch đi khắp thế giới. I like traveling a lot. Tôi thích đi du lịch dữ lắm. It's gonna be very helpful in my future study and my. Nó sẽ rất là giúp ích cho cái việc học tập trong tương lai của tôi Career, because I'm going và nghề nghiệp tương lai của tôi, bởi vì to study and live in the States in và tôi sắp đi đi học và sống ở nước Mỹ, the States, years for the 2 năm sắp tới. I really want to become computer Là sắp tới thì tôi hình như là bạn này nói 2 years à? Xem. computer science. Computer Là trong tương lai thì mình muốn trở thành một nhà khoa học máy tính. To work for companies like Google or Microsoft. Bạn này muốn làm việc cho Google hay Microsoft. I want to Bạn này muốn đi học Mỹ. take course in America. Interior design or Bạn này muốn học nội thất hoặc là học kiến trúc. Đại loại vậy, bạn này chưa chắc. architecture, I don't know, something. Drawing. Something about drawing, có nghĩa là những gì mà liên quan tới vẽ vời một chút. Anyone takes IELTS and get to require advanced score. That if anyone takes IELTS and get to require advanced score, you need it in most speaking English countries in the world, you would do well. No, something about drawing. I believe that if anyone takes IELTS and get to require advanced score, you need it. Tôi tin là nếu mà bất kỳ ai mà đi thi IELTS và nhận được cái điểm điểm số mà mình cần đó In most speaking English countries in the world, you would do well. ở hầu hết hả? In most speaking English country. Là ông này, ý ông này nói là nếu mà đạt được cái số điểm mà bạn cần đó thì khi mà đến những cái nước mà nói tiếng Anh Speaking English countries in the world, you would do well because thì bạn vẫn có thể nói tiếng Anh tốt, sử dụng tiếng Anh một cách tốt. It's Bởi vì nhìn chung thì nó đã được công nhận. Đây, vậy là mình xong cái bước này.
Mark it complete. Topic tiếp theo. Rồi. The IELTS test format là cái định dạng của bài kiểm tra IELTS. What? Right, talk about the different parts of the IELTS test. Hãy cùng xem Rob nói về những cái phần khác nhau của bài kiểm tra IELTS. In the next step, you answer some questions about the information he gives you here. Trong những cái bước tiếp theo thì bạn sẽ trả lời một vài câu hỏi về cái thông tin mà anh ấy cho chúng ta ở đây. Là mình coi xong cái này lát nữa người ta sẽ hỏi mình trả lời đúng các bạn. Nên mình phải coi kỹ một chút. Note, although Rob mentions that the speaking test takes place on a different day from the other three parts of IELTS, in some centers, you may do all four parts on the same day. Chú ý rằng mặc dù Rob có đề cập rằng là cái buổi thi nói sẽ diễn ra vào một cái ngày khác với lại ba cái phần thi còn lại của IELTS, nhưng mà ở một số trung tâm đó thì bạn có lẽ là sẽ làm bốn part, bốn phần luôn vào cùng một ngày. British Council. Rồi mình đọc comment rồi mình xem video ha. Mình đọc cái comment dài dài đi. Wow, I'm very confused. Oh, tôi hơi bị rối. Tôi rất là rối nha. I don't know about this. Tôi không biết về điều này. So, if I have understood correctly, the academic module is more focused for the students who are going to study in university, and the general training module is focused more for the professional life. Is that right? Maybe in my case, I should do the general training module because my attention is to evaluate my English in the workplace. Là bạn này nói là nếu mà tôi hiểu đúng về cái IELTS mà học thuật đó thì nó sẽ chú ý vào học sinh hơn, nó sẽ tập trung vào học sinh hơn, sinh viên hơn, những người mà đang sắp đi học ở trường đại học. Và cái phần mà IELTS General là IELTS chung thì sẽ tập trung nhiều hơn vào cái cuộc sống của người đi làm. Điều này có đúng không? Có lẽ là trong trường hợp của tôi thì tôi nên đi học, đi thi cái phần IELTS chung, General Training, bởi vì cái dự định của tôi là để đánh giá tiếng Anh của mình ở cái nơi làm việc thôi. Thì bạn này trả lời nè. Yes, you right. Đúng rồi, bạn nói đúng rồi. General module is for immigration and all work purpose. Là cái phần tiếng Anh IELTS chung đó thì cho những người mà muốn di cư, muốn nhập cư hoặc là với mục đích là làm việc. But if you are thinking about doing studies or school, you need to do the academic module, which is more difficult when you do the reading and writing test because it will be more academic and you and your paper will be marked according to a high level of language, focusing on vocabulary and your writing manner, using synonyms. Bạn này viết một câu rất là dài luôn. Nhưng mà nếu bạn đang nghĩ về cái việc học tập hoặc về cái việc đi học ở trường thì bạn cần phải đi thi cái phần IELTS học thuật. Cái mà sẽ khó hơn cho
khó hơn khi mà bạn làm đọc và làm viết, bởi vì nó sẽ học thuật hơn, và những cái bài thi, những cái giấy làm bài của bạn sẽ được chấm điểm dựa vào cái trình độ ngôn ngữ cao hơn, chú trọng vào từ vựng và cái lối viết và cái lối sử dụng những cái từ đồng nghĩa. Well, synonyms are the most hard part of this module. Cái từ đồng nghĩa là một cái mà phần khó nhất của cái IELTS học thuật. Mình like hai bạn này đi ha. Đã bắt đầu xem video nè. Wherever you are in the world, the IELTS test you take will be the same. Cho dù ở đâu trên thế giới đi nữa thì cái bài thi IELTS nó cũng y hệt nhau thôi. Going to talk a little bit now about what chúng ta sẽ nói thêm một chút test will look like. Về cái cách mà bài thi nó sẽ nhìn như thế nào. For the next weeks of this course, we'll look in more detail at each part of the test and what you sắp tới chúng ta sẽ nhìn chi tiết hơn về cái test này have to do, but to và cái mà bạn phải làm. Hey, I'll give you an overview of the whole test. Nhưng hôm nay chúng ta sẽ nhìn tổng quan về cả cái bài thi. You can get the big picture. Bạn sẽ nhận diện được cái bức tranh lớn. The first thing to know is that there are two modules to choose from. Đầu tiên là sẽ có hai cái modules, hai cái loại IELTS mà bạn có thể chọn. The academic module and the general training module. Một cái là academic, một cái là general training. Một cái là về học thuật, một cái là về việc rèn luyện chung chung. Which one's right for you depends on what you want to do. Mình chọn cái nào phù hợp với mình thì nó phụ thuộc vào cái mà mình mong muốn. The academic module is mostly for people who want to study at university. Academic module thì cho những người mà đi học ở đại học. General training is mostly for people who want to either move to another country. Rồi còn general training, IELTS chung đó, thì nó sẽ dành cho những người mà muốn chuyển đến một cái nơi, một cái nước khác. Need an English qualification to do that. Và cần một cái bằng cấp tiếng Anh để mà làm được điều đó. Or who want to study at a level below university. Hoặc là muốn học cái trình độ mà chưa có đến đại học, thấp hơn đại học một xíu. If you have a definite plan to use an IELTS qualification, nếu mà bạn có một cái kế hoạch nhất định để mà sử dụng cái bằng cấp IELTS, sure to check which one you need, academic or general training. Là hãy chắc rằng bạn sure to check which one you need, academic or general training. Bạn chắc rằng bạn đã kiểm tra là người ta cần cái học thuật hay là cái general, academic hay là general. Là cái học thuật hay là cái chung chung. Whichever module you take, you'll be tested on all four language skills. Nên dù mình chọn cái loại nào thì mình cũng được, mình cũng cái bài thi nó cũng kiểm tra mình bốn kỹ năng. Reading, writing and speaking. Nghe đọc, nói, viết và nói. Everyone takes the same listening and speaking tests, but mọi người sẽ thi giống nhau về cái phần nghe và phần nói. Different reading and writing tests for the nhưng mà đọc và viết sẽ thi khác nhau. Academic and general training modules. We'll look at both types during this course. Chúng ta sẽ cùng theo dõi hai loại luôn ở trong cái khóa học này. You do the listening, reading and writing tests all on the same day. But chúng ta sẽ thi listening, writing và reading trong cùng một ngày. Speaking test is on a different day. Nhưng mà thi nói thì sẽ qua ngày khác. Could be before or after the other three parts. Có thể là nói trước hoặc là sau ba cái phần thi còn lại. Let's start with the speaking test. This cùng bắt đầu với cái phần thi nói nè. Part of the test lasts for about 13 minutes. Cái phần này nó sẽ kéo dài trong vòng 13 three parts. In the first part, và sẽ có 3 phần trong cái bài thi nói. Talk about yourself, your family. Phần đầu tiên sẽ nói về bản thân bạn, gia đình bạn. Your work, things like that.
công việc của bạn, những cái thứ tương tự như vậy. In the second part, you'll be given a topic to talk about, and then phần 2 chúng ta sẽ có một cái chủ đề để mình nói về. Some time to prepare yourself. Và sẽ có một ít thời gian để mà tự chuẩn bị. And then give your talk. Và sau đó là nói ra. In the third and final part, the examiner will ask some questions connected to the topic in part 2. Rồi, cái phần cuối thì người ta giám khảo mà sẽ hỏi một vài câu hỏi liên quan đến các phần chủ đề mà bạn nói trong phần 2. We'll talk about the speaking test in more detail in week. Chúng ta sẽ nói về cái phần nói phần 2 hả? We'll ask some questions connected to the topic in part 2. We'll talk about the speaking test in more detail. Chúng ta sẽ nói về cái bài thi nói kỹ hơn. Week 2 of this course. Vào cái tuần thứ hai của cái khóa học này. Now, moving on to the listening test. Nào, cùng qua cái phần thi nghe này, bài nghe này. This part of the test lasts around 40 minutes. Phần này sẽ kéo dài trong vòng 40 phút. Have to answer 40 questions that might be multiple choice, note comp. Và bạn sẽ trả lời 40 câu hỏi ở các dạng câu hỏi là trắc nghiệm, completion, matching, things like that. Hoàn thành cái đoạn ghi chú hoặc là nói sao cho khớp nhau. There are four sections, and you hear each section only once. Rồi, có 4 phần và mỗi phần bạn chỉ nghe một lần thôi. We'll talk about the listening test in much more detail in week 3 of this course. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về phần thi nghe ở cái tuần thứ 3. So, onto the writing test. As I've said, there are different modules for academic. Ở phần thi viết thì tôi đã nói với các bạn là chúng ta sẽ có phần học thuật và phần IELTS chung. And general training. But either way, the test takes 60 minutes. And nhưng mà cho dù cái loại nào đi nữa thì nó cũng cần đến 60 phút. Two parts to the test, so you have. Và có hai phần trong cái bài thi viết. Right, two things. Cho nên bạn phải viết hai thứ. You have to write at least 150 words for part one. Phần một bạn phải viết 150 từ. At least 250 words for part 2. Phần 2 bạn phải viết 250 từ là tối thiểu. Những cái con số mình đưa ra là tối thiểu mấy bạn. The type of task depends on the paper. Cái loại được nhiệm vụ được giao trong cái bài kiểm tra thì nó phụ thuộc vào cái bài thi mà bạn chọn là academic hay là general. The academic paper gives you the sort of task you might have to do in university studies. Là cái phần mà IELTS học thuật nó sẽ cho mấy bạn cái bài thi cái dạng là mình hay làm ở trường đại học. We're going to talk in more detail about both academic and general training in weeks 4 and 6 of this course. Chúng ta sẽ nói rõ hơn về bài thi viết ở tuần số 4 và tuần số 6. Finally, the reading part of the test. Cuối cùng là phần thi đọc. Again, there are different modules, but whether you're doing academic or general training, you'll have to answer 40 questions in 1 hour. Là hai phần general hay là academic đều là có cái bài đọc khác nhau. Và chúng ta phải trả lời 40 câu hỏi trong vòng 1 tiếng đồng hồ. These might be multiple choice questions or matching parts of sentences or completing notes, things like là cũng là những dạng câu hỏi giống như là trắc nghiệm nè, nói các cột với nhau nè, hoặc là hoàn thành những cái điền vào chỗ trống, complete notes, những thứ tương tự như vậy. There are three sections and different types of text. Sẽ có ba phần và sẽ có ba phần là ba bài đọc với mấy bạn và different type of test là sao? Or completing notes, things like that. There are three sections and different types of text. Text. Ở đây là chữ text. Là sẽ có ba cái phần khác nhau với những cái bài đọc khác nhau. I'll tell you more about them
when we look at reading in much more detail. Chúng ta sẽ xem xét cái việc bài đọc này kỹ hơn ở trong khóa học này, ở trong cái tuần. The course in week 5. In week 5 trong tuần. So, that's the overview of the IELTS test. Đó là cái tổng quan của cái bài thi IELTS. All parts testing the four skills of speaking, listening, reading and writing. Đó là bốn phần để kiểm tra những cái kỹ năng nghe nói, đọc viết. And in this course, we'll look at each of these parts in more detail to try to help you develop techniques to do well in each of them. Và trong cái khóa học này, chúng ta sẽ bàn về và kỹ hơn về những cái bài thi nghe nói đọc viết đó để mà giúp bạn phát triển những cái kỹ thuật để mà làm tốt trong những trong mỗi cái phần thi. Rồi, video chúng ta đến đây là hết. Vậy là mình xong luôn cái bước the IELTS test format. Mình mark complete. Rồi, mình qua cái bước tiếp theo là the IELTS test format. À, cái này nó sẽ hỏi mình rồi mấy bạn. Rồi, mình làm xong cái này rồi mình nghỉ nha mấy bạn. Mình làm xong cái này, tại vì mình mới coi xong, mình làm xong luôn. Giống như mình học bài xong rồi mình trả lời câu hỏi xong mình nghỉ. The IELTS test format là cái định dạng của bài thi IELTS. In the last step, Rob talked about the format of the IELTS test. Answer the questions to see what you remember. Trong cái bước cuối cùng thì Rob đã nói về cái định dạng của bài thi IELTS. Hãy trả lời những câu hỏi để mà xem coi bạn nhớ được những gì. Quiz rules là quy định khi mà làm bài trắc nghiệm nhỏ này. Quizzes do not count towards your course score. They are just to help you learn. Là những cái trắc nghiệm nhỏ sẽ không có tính vào cái điểm số tổng thể của cái khóa học này. Nó chỉ giúp bạn học thôi. You may take as many attempts as you wish to answer each question. Bạn có thể là thử bao nhiêu lần làm quiz cũng được, cũng nhưng mà mình muốn làm bao nhiêu tùy mình để mà trả lời mỗi câu hỏi. You can skip questions and come back to them later if you wish. Bạn có thể bỏ qua câu hỏi và trở lại với nó sau nếu mà bạn muốn. Đây mình bắt đầu nha. Begin quiz. Bắt đầu trắc nghiệm. Question 1. How many parts does the IELTS test have? 4. 4. Mình Alistair Whittemson. That's right. Speaking, listening, writing and reading and writing. Follow chỗ này là educator. Câu hỏi tiếp theo. Which parts of the IELTS test are different in the academic and general training model? Reading and writing. Yes, you have to do slightly different reading and writing tests. Depends on which model you are taking. Đúng rồi, bạn phải làm những cái bài đọc và nói và viết khác nhau tùy thuộc vào cái loại hình thi mà bạn chọn. How many parts are there in the speaking test? 3. Phần 1, 2, 3. Phần thi nói thì có 3 phần nhỏ. Yes, look like more closely at the different parts in week 2. Đúng rồi, bạn sẽ xem xét kỹ hơn những cái phần khác nhau này của cái bài nói ở trong tuần thứ 2. How long does the listening test last for? Là nó có 40 câu hỏi. 40 câu hỏi thì trong 40 phút. Yes, you take more. We'll talk more about the listening test in week 3. Đúng rồi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn vào tuần thứ 3 về bài thi nghe. How many tests do you have to do in the writing part of the IELTS test? Là có mấy cái phần ở trong bài thi viết? Thì có 2 phần.
Một phần là 150 chữ và một phần là 250 chữ là tối thiểu. Mình nói những con số tối thiểu. Đúng rồi, cho dù bạn có thi whether you do the academic or the general or the general training module, you'll have to do two tests. We'll talk more about it in week 4 and 6. Đúng rồi, cho dù bạn có thi IELTS học thuật hay là IELTS chung thì bạn cũng phải làm hai cái bài viết, là chúng ta sẽ nói kỹ hơn về về phần thi viết ở trong tuần 4 và tuần 6. Question 6 is the written test. 40 câu hỏi trong vòng 60 phút. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn vào tuần thứ 5. Mình nhấn lộn rồi, phải không? Hình như tới đây là hết rồi mấy bạn ơi. Nó không có cái next question mà nó cho mình next video luôn. Vậy là mình tắm đúng. Next video. Rồi, vậy là mình xong cái này luôn. Rồi, what's next? Phần tiếp theo sẽ là gì? Rồi, bây giờ hôm nay mình học tới đây thôi. Chào tạm biệt các bạn nha.